Diễn, 20cm cộng 1cm là bằng bao nhiêu? 21. 21 cái gì? 21 táo xoài ca rưỡi hay là mày có 21 người yêu? Trời ơi, tiếng Anh giờ khó mày ơi. Trước giờ học tiếng Việt không mà. Chứ mấy cái từ mà áo dài này sao tao biết dịch qua tiếng Anh là gì? Trời đất ơi, mấy cái từ này dễ ẹc à. Tiếng Việt chỉ cần bỏ dấu là thành tiếng Anh. Bỏ dấu? Ừ. Áo dài là thành áo dài. Vậy phở là phở. Phở. Tôi đi á. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây để nó biết ông chủ chính là ai đây. Hay đò mây mờ. Diễn, cụ già tiếng Anh là gì? Bỏ dấu ra. Cu da. Diễn à, LA là viết tắt của thành phố nào? Long An. LA là một thành phố thuộc Mỹ. Long An nào thuộc Mỹ? Thì Long An gần Mỹ Tho mà. Diễn, Ba Vì là gì? Ba Vì là một danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Vậy mà trong đây em ghi là because là cái khỉ gì? Bây giờ cô sẽ mời một bạn lên làm cho cô một bài thất ngôn tứ tuyệt. Diễn, lên em. Thất ngôn tứ tuyệt. Diễn à, em hãy cho cô biết song sinh trong tiếng Anh là gì? Bé ói là gì? Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Anh, chủ đề là thực phẩm. Diễn, em hãy cho cô biết cá hộp trong tiếng Anh là gì? Cá hộp... Gơ. Cá hộp ba cô gái hả con? Diễn, muốn chế biến các món ăn làm từ thịt heo chúng ta cần có gì? Cần thái. Ba được không hả cô? Để cải thiện nền kinh tế đang dần đi xuống, chúng ta cần phải làm gì hả các em? Diễn! Ủa sao nhìn sâu mà kêu trước vậy cô? Tôi thích đó. Bên Windy Dragon. Đấy gì? Đốt phong long luôn. Dễ, con chuột trong tiếng Anh là gì? Jerry. Vậy con mèo là gì? Doraemon. Mèo. Dễ, phù thủy trong tiếng Anh là gì? Harry Potter. Thế sắc là gì? Sắc Fe. Vậy siêu nhân là gì? Gâu. Cô sẽ cho em một cơ hội cuối. Thế mồ côi là gì hả em? Mồ côi Naruto. Mấy cái đứa này đang học mà ăn dụng vậy hả? Diễn, nhân quả trong tiếng Anh là gì? Nhân quả là ở trong là si. Trong tiếng Anh, friend là bạn. Vậy ngược lại của friend là gì? Diễn. Dễ nè, ngược lại là unfriend. Cho cô biết giờ buổi sáng trong tiếng Anh là gì? Dễ, am. Giỏi. Vậy còn buổi tối là gì? pm. Ghê ta. Vậy giờ cô đố em nha, buổi khuya trong tiếng Anh là gì? Là CM. Cho cô biết guarantee trong tiếng Việt có nghĩa là gì? Dĩ? Ba đời nhà tôi. When she left, she took all the bird life away. Các em hãy cho cô biết nghĩa câu này là gì? Dĩ? Cứ dịch sang nghĩa vô là được. Khi cô ấy rời đi, cô ấy bê chạy tam hướng. Diễn, em hãy cho cô biết đường về nhà trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Đường có nghĩa là gì? Đường đó. Sugar. Sugar. Sugar go home. Các em hãy cho cô biết tam tai trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Tai. Ear. Các em cho cô biết sau giờ học các em thường làm gì? Em đi mua bài của thằng L. Còn em đi mua thuốc lá của thằng L. Còn em làm gì? Em về nhà học bài. Giỏi, các em thấy chưa? Các em phải noi theo tấm gương chăm ngoan của bạn nha. Mà em tên gì? Em là thằng L. Bây giờ tiếng Anh của hai tụi mình nó kém quá không ấy, giờ mình luyện tiếng Anh đi, giờ mình tập nói chuyện tiếng Anh đi. Ok luôn. Ok, giờ từ giờ đi là chị nói tiếng Anh thôi nha. Ok luôn. Ok. Go home. Ok. What you do when you are? Oh, you got plan. Don't say that. Yeah. Ghê ta. Nay từ tiếng Anh lên dữ ha. Tiếng Anh không? A little, no problem. Dữ à? Cả lớp im lặng. Bây giờ cô sẽ đọc điểm kiểm tra một tiết môn tiếng Anh nha. Dễ 2 điểm. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Vui đủ chưa? Chưa đủ à? Vậy thì hãy like và subscribe kênh của Diễn Dler để cho tôi có thêm động lực làm ra nhiều video vui hơn cho các bạn. Nghe.